Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 100 triệu token Olympic Dot nha bạn. Thì để tham gia giám này các bạn cần click vào link mô tả dưới video mà Tram Start Chatbot nha. Rồi bấm chọn này góp nè. Bạn nào chưa chọn thì chọn vào các bạn, sau đó bạn bật nè, bạn bấm chọn nè. Sau đó bạn bấm chết đi các bạn. Rồi tiếp tục bấm Don. Rồi tiếp tục follow Twitter, like và tweet comment luôn nha các bạn. Trên Twitter các bạn theo dõi nha. Like nè. Trên trang tweet nè. Tăng dạng các bạn mình vào các bạn. Vì mình đã tăng rồi. Rồi các bạn bình luận luôn nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn bấm send ảnh retweet Twitter store. Thì bạn mở Twitter tất cả bạn ra nè các bạn. Rồi các bạn nhập Anamata, các bạn nhập cho một hồ sơ nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên nè. Rồi gửi lại cho bot nè. Rồi bấm send nha các bạn. You send address. Rồi tất cả bạn bấm send nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB Smart Chain BS20 trên chocolate cho tất cả các bạn nha các bạn. Vì qua mình nói chuyện lớn không được cho bạn, các bạn thông cảm nha. Unlock. Rồi các bạn bấm Submit Address nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain mình lại nè. Dán vào đây nè. Rồi bấm get link. Rồi các bạn việc lên giảm chia sẻ trong bè những cái thân để kiếm những token các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nha.